Động cơ máy bay. Động cơ đầu tiên của SW-190. Sau giai đoạn 4 năm, đánh dấu cột mốc quan trọng đầu tiên đưa Butcher Bird trở lại bầu trời Yellow Classic Fighter 2019, một phần của CFFC, nhóm nghiên cứu hàng không của GEM, đã chạy đua với thời gian để biến Warbird trở nên tuyệt vời cho sự kiện lớn nhất của Marlboro. SW-190 của Đức là một trong những chiếc máy bay chiến đấu tốt nhất trong Thế chiến thứ hai, và triển lãm hàng không này sẽ chứng kiến vợ chồng phi công Frank Porter và Lee Needham đối đầu trong trận SW-190 đối đầu với Spitfire MK-14, trận chiến của mọi thời đại. Ngày tấn công mặt đất của FHC với một chiếc F-7F Tiger Cat, P-47, IL-2 và P-51. Tổng hợp các clip trong ngày tấn công mặt đất tại trung tâm di sản bay ở Everett. Một chiếc F-7F Tiger Cat, P-47D, P-51D và Ilyushin IL-2 Stumovich duy nhất trên thế giới được giới thiệu. Khởi động của Tiger Cat thật ấn tượng. Một loạt các máy bay cất cánh cho các chuyến bay thử nghiệm để chuẩn bị cho buổi trình diễn. TBM, BF-109, AT-6S, PT-19, FW-190.
M2 là phiên bản của F4F được chế tạo bởi Renault-Proto. Chiếc máy bay này đã đóng tại Europhil khoảng 3,5 dặm về phía bắc của bảo tàng trong Thế chiến thứ 2. Máy khởi động mở ra đôi cánh chạy trên mặt đất, bay lượn ở cuối khu vực phức hợp để cất cánh và hạ cánh.